cái gì nữa hả? Tao đẩy vô về mày dám lấy số 11 không? Bây giờ tao muốn ra số 7 nè. Đẩy một cái ra số 7 nha. Số 7 à? Muốn... hay ta. À, vậy nó hay chứ. Giờ số 9 đi, số 9 rồi. Bây giờ tao đẩy nó lại nè. Đó, bây giờ nó là số 9. Số 9. Tao để vô mày dám đặt số 9 luôn. Chỉ cần cầm này dở một cái này, con lắc vậy là nó qua số 5 rồi. Đó là một cái nha, bây giờ tao coi cái khác. Chụp ơi, con chụp đi, chụp không? Không, con đang quay, con đang quay. Đang quay hả? Dạ. Biết được sao không? Là trong ly nó có 500. Nhưng mà cái này mới làm, chưa có thiết kế lại để cho nó trắng màu như vậy. Và trong đây nó chỉ có một hộp. Ví dụ bây giờ nó nằm như vậy, cái hộp này nó có 500 ở trong này. Ví dụ bây giờ cái này nó là bao, nó là hai con vị đi, thấy chưa? Dạ. Mình chỉ cần lấy cái tay như vậy thôi, mình đẩy cái này một cái là ba con vị luôn. Đẩy vậy này là ba con vị. Còn mình muốn cho nó về số 10 mình làm là nó chạy về số 10 lại. Rồi coi cái này đi. Cao hơn nhau nhau. Cái bọn này để cho kia ra rồi đấy. Đâu nó có cái dấu ở đậm phải kỹ mới biết. Đó. Kìa. Mày sao biết làm? Biết chưa? Để kỹ luôn. Để kỹ luôn nè. Ở ngoài nó điếm mình không biết được. Đây trong đây, ví dụ đây nó có một cái dấu là mình làm cái dấu sẵn ngay chỗ này. Cái dấu này là để mình đưa cái hộp đi về. Bây giờ hộp này nó nằm tùm lum, người ta để vô người ta không biết nó nằm sao hết rồi, thấy không? Đó. Nhưng mà mình muốn ấy gì mình dồn cái dấu này mình gạt nó về ngay là như vậy. À, nghiêm chừng nào mà nó về thôi. Vậy là nó về rồi đó. Dạ. Bây giờ đây là trong nó nằm là số 17. Dạ. Bây giờ mình làm qua số 13. Số 13. Rồi bây giờ cái này dẹp qua bên. Rồi cái này dẹp qua bên. Không tính cái này. Bây giờ tính qua cái này. Bây giờ con dòm này ha. Nếu mình muốn sóc bình thường thì nó là bình thường. Còn bây giờ muốn cho bảo là phải để vô đây. Cái này chôn vô dưới đó. Đây là bảo. Đây là bảo nhất, còn đây là bảo lục. Mình chôn hai mặt, tức là mình đặt một cục ra làm hai. Yeah. Và mình chôn ngửa qua ngửa lại. Yeah. Và cái này là bảo lục. Khi mình sống mình để vô là nó ra bảo lục. Oh. Còn mình muốn nó tự do, nó về tài không? Mình sống này để vậy là nó ra tài. Muốn để vô đây là nó, để thẳng vô đây là nó ra bảo lục. Còn muốn để... cho con thử ra. Con sống nó cũng vậy à, nó cũng dài. Sống để khác luôn, để khác. Đó, sống vậy để rồi. Bao lục. Ồ, được. Còn cái này ra xỉu mà đã bao nhất. Xỉu. Ra xỉu mà đã bao nhất, đó. Xỉu mà xỉu số 5, số 4. Nhưng mà trong đó nó có bao nhất, con muốn sống ra bao nhất là phải bánh như sống như vậy nó mới ra bao nhất. Số 4 thấy không? Đây, là muốn sống như vậy. Đó, như vậy nè, nó mới ra bao nhất. Còn sống mạnh quá là nó ra xỉu. Bao nhiêu thì cũng bao nhiêu thôi. Nó xỉu nè, thấy không? Xỉu số 4, số 5, số 6 được không à? Yeah. Bao nhiêu, thấy không? Còn thí dụ bây giờ mình muốn như vậy, cục này mình cắt ra làm hai giờ mình úp nó lại. Yeah. Mình muốn cho nó ra không có tài mà cũng không có xỉu thì mình đừng có để vô chỗ này. Thí dụ bên đây là bên tài, mình để đây cũng sắp. Yeah. Là nó ra tài. Thấy không? Thì bên đây nó là bên đây, mình muốn để này mình sắp là nó ra xỉu. Yeah. Xong ra bảo ấy đây bỏ rồi cái này nữa để được nó nhiều lắm. Quay lên tao học hết học cái gì đâu con cháu tao. Ví dụ bây giờ cái này còn hai thóc vậy, thấy là bốn cùng ngủ luôn, thấy không? Mày thấy bốn cùng ngủ không? Đúng rồi, bốn hộp mà là bốn con ngủ luôn. Vậy bây giờ mình muốn sóc cho nó ra bốn con nhị thì nó là bốn con nhị luôn. Ừ, thôi kỳ vậy. Chờ kỳ sao nãy hồi nãy ra nhất mà cái này nó khác. Dạ.
Ví dụ bữa nay con ốc bắt sống cái hộp này thì ba bốn ngày người ta thấy nó kỳ, bữa nay mình cho nó là bao khác lại. Dạ. Tức là bây giờ mình sống nó ra bao ngủ thì mình để qua rồi. Cái này là cậu hai sống cái bốn hộp cần cho con coi luôn nha. Ồ. Không? Thì cái này cũng nó chặt ra làm hai con để vậy, để bên này bên đây kia này. Con muốn nó cho ra bao nhị thì con để nó ra bao nhị. Dạ. Còn con muốn tài xỉu tức là nó ra con số 17 với con số 4. Dạ. Mà cái cục 500 này cái gì đâu mà sao nó... Nó có âm dương của nó. Dạ. Cực Nam và cực Bắc. Thí dụ bây giờ cùng cực như vậy, con để như vậy thì con để vô cùng cực của nó là nó không bao giờ hết được. Dạ. Mà cái cục này bằng gì ta? Cái này cũng bằng 500. 500 hả? Ừ. Cái này 500 ở trong này. Dạ. Nhưng mà cũng có sắt nữa, mình muốn làm sắt thì sắt, biết lấy cái gì làm sắt không? Dạ. Mày có làm bên đời cưa làm cửa này không? Dạ, cũng có. Có, làm bên đời cưa lấy cái bọt của nó, cái bọt sắt của nó. Về mình trộn với keo mình để vô. Rồi. Biết keo không? Dạ, để biết, vô. Biết. Và mình để vô cho đầy cái này, mình lắp nó lại và mình sơn lại nó cũng bóng như vậy luôn. Dạ, 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 dạ. Còn nếu mình làm cái hộp này, mình muốn cho nó qua bên đây thì mình để cái cục 500 cho nó đúng hướng của nó. Dạ. Âm dương của nó như thế nào và mặt bên nào nó ra, cho nó ra. Vậy thôi. Dạ. Còn bầu cua nữa, rồi bầu cua nữa, mình muốn sắp con gì nữa là con ấy. Trời ơi, trong mình biết luôn. Có bầu cua không? Đâu đâu, dạy. Bầu cua mà. Dạy con phá bầu cua thôi. Thầy nghĩ cái nó phá, trời rồi. Nó lấy nó phá tùm lum hết. Cái bầu cua mới hơn có, còn hai có nè. Nhiều hộp luôn. Tức là mình sắp cái thằng mình muốn ra con gì nữa là con ấy. Mình đều biết hết luôn. Và người ta đặt con đó chờ thằng khác nó tả vừa qua con đó, chọc con đó là mình dở là mình ăn. Mình ăn con đó luôn. Giàu xong rồi đó. Chưởng không? Đã. Bữa tao thà bữa tao cũng quay quay lên vậy mà tao bị bắt á. Vậy mà cua mình khoan hả, đặt con lẻ ha. Thấy người ta dòi vô đó mình đặt khác. Hả? Bồ cua. Không có, bồ cua là nó nằm ở trong máu của mình. Con thằng ấy chưa có vợ mà đừng để nó không lấy vợ luôn á. Tức là nó nằm trong máu của mình. Còn đi cho nó lấy vợ đây. Mình để nó xuống hộp, khi người ta xé cái hộp, người ta bóp cái hộp ra, nó không có gì ở trong mắt. Nó nằm ở trong cái tay của mình lại. Nhưng sao lên bác sĩ, đưa nó mổ ra. Nó để cục 500, biết cục 500 gì không? Cục 500 của trong điện thoại á. Miếng mỏng màu trắng á. Cái inox đó nó không bao giờ ăn cái thịt của mình. Và biểu nó tha thuốc vô, tức là nó giúp vừa vi trùng nó để vô trong này. Mình vẫn bình thường, mình vẫn cầm như vậy thôi, nhưng mà khi nào mình dùng ngón nào là mình để ngón nào thuận là mình để vô đó, nó vẫn cái tay mình vẫn đi vậy, nó chá lại thôi. Nó có cục nằm cục nhỏ xíu bằng hạt gạo nó nằm đó. Khi mình sốc mình để cái tay vô ngay đó và mình sốc con nó sẽ chạy được. Con nó không bao giờ nó chạy được. Và mình biết con nó nằm ở đó. Cái thằng mồi của mình ở trên nó đánh con nó thành chỉ cả qua kia mình trở lại cả. Nó ăn một lần rồi năm số lần cả vậy thì nó ăn chết luôn. Nó ăn một phát rồi mười mấy 20 triệu, sướng không? Dạ. Ừ. Còn nữa, còn nhiều lắm. Mình để cùng với mình. Nhưng bên này là nó khác rồi, thấy không? Cái hộp hồi nãy là cái hộp này là cái hộp đẩy. Cái hộp hồi nãy là cái hộp đẩy. Cái hộp mà nãy là đưa cho con coi là cái hộp đẩy. Nó có nhiều lắm ở trong đây mà bây giờ người ta lục ra đụng mới mở. Chỉ nói cho nó đụng như vậy thôi. Cái hộp này là cái hộp đẩy. Đó, trong đây cũng có đó. 500 đó. Cái này chưa có chám lại, mình chỉ làm mình thử thôi. Còn cái hộp này là hộp đẩy. Này có miếng này. Không, cái đó là cái dấu hiệu của mình. Dạ. Cái đó là dấu hiệu mình biết khi mình, ví dụ mình sốc là đun cái chén nó dày mình không biết. Nè. Cái này là cái dấu hiệu mình không biết. Cho nên mình biết dồn vô đây để mình biết cái dấu của nó là nó chở sẽ về đây mình bình thẳng của nó. Ừ. Khi cái ba cái hộp này khi người ta làm gì đâu có dính chỗ nào đâu, thấy không, đầu không dính rồi thì nó nhảy vô đây nó mới dính, thì nó dính, khi nó dính là đưa con nhị về đây, con nhị về đây thì mình chỉ cần nhích về cái là nó qua con nhị. Ừ. Và mình trở về đây một cái là nó lục.
Nhích nhìn cái là nên ra con vị này, thấy không? Nhích này, ra con vị, trở về đây cái ra con lục. Nó cứ vậy, mình sốc, mình, nó đang chạy qua. Nó đang chạy ở ngoài này, mình không biết nó về chỗ này. Nó vô cái dấu này, thì mình mới về đây, cho nó vô trong đó. Chuyện nào nó vô rồi là mình biết. Đó, vậy là nó vô rồi. Khi nó vô rồi mà nó nằm không đúng của nó nằm như vậy. Dạ. Yeah. Con lấy cái này nè, con xoay một cái vậy nó qua là cái này. Nè, thấy không? Nó nằm không đúng nè. Mình lấy cái này xoay về, dễ về như vậy. Thấy không? Thì con vị nó nằm đây là mình đã biết rồi, khi mình đã đẩy một cái rồi. Đây. Bữa nào cho mấy cái kia nữa về, về cho thấy. Ai. Bỏ cả bạn nha mọi người. Còn đứng yên và chiều mai tiếp.